Hello everyone, welcome back to my Hot Nightmare Gameplay channel. Xin chào bạn đã quay trở lại kênh Hot Nightmare Gameplay mình trong series 8 tiếng game này. Hãy bắt đầu với mình tựa game đầu tiên này. Cuối cùng là các bạn thấy cái gì dẫn ở góc bên trái màn hình để cho chúng nhận là điều bất ngờ trong ngoài tiếp game này các bạn. Ok, let's go. Okay, settle, baby. And that's it. Oh.
Fred here to start now too. Lần này bình thường nào bạn. Bắt nó sẽ bị phải vậy. Cho kết thúc đơn thoại này cả. Nice way. Oh my god, what is this? We have to find something to eat in the fridge. Chiếc mình cho cái phòng của bé này. Yeah. It's inside the baby bạn ạ. So to let my baby in to jump bạn nè. We have to put baby to bed. Take baby to bed.
Ghê cho chú với tao không cả. Thằng nguồn điện đây rồi bạn. Chuyển qua tình yêu tiếp theo này. Playback. Đi chọn. Start right now.
Okay, finish here. What's your category detail? So where's your first line? Thank you.
那个不干那个音乐吧，难懂。去改那个地方，这边去上班了吧。我操，干杯！Thank you.
Oh my god, đúng rất dày mà. Okay, come back to part 8 on Taxi Sim 2020. Let's play. We need a fancy car to pick up with passenger. Hello there. Okay. Hope I can make it in time. Hey! I hope I can make it on time. Do you know any shortcuts? No. Khách bên nào? Ok, không có chuyển qua thứ tiếp theo nào. Crazy Granny Craft. Okay, đây là video hết. Đây là tựa game cuối cùng của các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Thank you.